Trung tâm Miền Miêu xin chào toàn thể quý khán giả anh em. Thì cũng được sự tín nhiệm, được sự tin tưởng của toàn thể quý khán giả trên toàn quốc. Đặc biệt ngày hôm nay thì bên em yêu được sự tin tưởng của anh Nhật, có địa chỉ tại Đức Trọng, Lâm Đồng. Cũng như tin tưởng Hiền Miêu là muốn vận chuyển cho anh một cặp loa SGX-738 để anh chơi vào mùa hè năm 2023 này. Đầu tiên thì bên em yêu cũng phải cảm ơn bác Thúy, là người đã ở Quảng Bình đã mua sản phẩm của bên em yêu rồi. Bác chơi sản phẩm bên em yêu rồi thì bác cũng giới thiệu cho anh Nhật là đến với trung tâm Miu. Thì ngày hôm nay thì Miu cũng tư vấn cho bác hẳn một cặp loa SGX-738, hàng full shop New Line đỉnh cao của Mỹ. Thì đối với cấu trúc driver của loa này thì chắc hẳn anh Nhật cũng đã tìm hiểu rồi, là một trong những dòng loa ba way đỉnh cao thuộc series SGX-700. Loa sở hữu một bát 50, một trung và một kèn, tất cả hệ thống loa neo toàn bộ đời cao. Thì đây là một trong những series đời cao của model S700, và đặc biệt ba way thì quý khán giả và anh em có thể vừa nghe nhạc và vừa hát được. Thì trước khi chuyển hàng cho anh thì Hiền Miêu cũng cận cảnh quay để cho anh Nhật biết được tình trạng của loa. Loa full shop thì anh em biết rồi, mới 100% rồi, chưa dùng tại Việt Nam anh em nhá. Series SGX-700 quá đẹp. Vừa trao đổi với anh thì Miu cũng sẽ đóng hàng vào chiều nay để chuyển đi cho anh ngay. Số đuôi của loa là 36155. Đời loa sản xuất Made in Mexico, sản xuất theo dây chuyền công nghệ của Mỹ sản xuất anh em nhá. Sẽ tặng kèm cho anh trai một đôi dây ấy, full đục xốp này, quá đảm bảo luôn. Chiếc thứ hai 36072 SGX-738 Made in Mexico, xịn sò. Thôi mời anh em thẩm âm về chất tiếng của combo của cặp loa này. Đôi loa này thì anh em chơi được phù hợp rất nhiều các thể loại nhạc. Quê luôn. Đối với dòng loa này thì nó có cả tiếng loa chung kết hợp với loa tép, cho nên là sẽ ra cái giải cao cực kỳ hay, nhuyễn, mềm mại, sâu lắng. Và giải bass của nó thể hiện cực tốt vì sở hữu bass 50. Giải bass thả độ trầm dưới 40 hạt, phê pha luôn. Một nữa cảm ơn anh Nhật rất nhiều nhá. Đối với các model sơ di đời cao thì bên em yêu bán rất nhanh, vì đưa ra một mức giá có thể nói là hợp lý so với các cửa hàng khác rất nhiều, nên hàng chỉ về đếm theo tiếng thôi. Số lượng hàng về rất nhiều nhưng mà chỉ bán theo tiếng, theo ngày thôi, rất nhanh. Đấy, một nữa cảm ơn anh Nhật rất nhiều. Không biết nói gì hết là chúc anh cùng đại gia đình nhà mình sức khỏe, hạnh phúc và hát trên bộ loa karaoke do Hiền Miêu lắp ráp vui vẻ, hạnh phúc. Quê luôn. Đã nghe dòng loa JB này rồi thì có lẽ anh em không muốn nghe dòng khác không? Đây, hôm nay ngoài đóng cho ông anh cặp này thì cũng đóng cho một ông anh nữa một cặp loa EV. Anh Nhân có địa chỉ tại Bình Định. Bình Định nữa. Để Miêu nhận hàng cọc cái là đóng hàng chuyển cho anh ngay. Đấy. Hôm nay hai cặp khủng long lên đường. Rồi, cảm ơn anh Nhân. Lát nữa Miêu sẽ lên cho anh em những cặp loa đời cao nữa. Như STX825 giá cực kỳ yêu thương. Anh em nhớ xem video clip. Một đó xin chào, hẹn gặp lại anh em nhá.